Tiếp theo là câu hỏi đến từ khán giả Nguyễn Thị Tư với số điện thoại 0796, 3 số cuối là 059 ở Hà Nam. Chị Tư hỏi như sau. 500 con vịt đã nuôi được 30 ngày tuổi, có hiện tượng bị bỏ ăn đi ngoài. Đã dùng thuốc giải độc gan và thuốc ampicillin, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Vâng, thưa chị Tư, câu hỏi của chị đã được chuyên gia Vũ Ngọc Sơn tư vấn như sau. Đối với cái tuổi vịt 30 ngày tuổi này mà đi tiêu chảy, mà nếu như mà kiểm tra thấy cái phân màu trắng kết hợp với vàng thì khả năng nó bị phó thượng hàn là chính thôi. Cái điều quan trọng nhất là ở cái tuổi này thì gia đình là sẽ không thực hiện, tức là nuôi thả, mà nuôi vịt ở trong cái quây úm ấy, dưới cái quây ấy là mình lót chấu. Còn nếu như mà một số gia đình người ta cẩn thận, người ta đưa lên trên sàn lưới, người ta nuôi cái phân nó lọt qua cái khe lưới nó xuống dưới nền ấy, thì phương án này là tốt nhất. Còn nếu như mà mình thả sớm quá đấy, thì khi con vịt nó ra phía ngoài môi trường, nó uống về các cái nước bẩn, thì cái nguy cơ mắc bệnh phó thượng hàn là rất lớn. Cho nên là chị phải xem lại cái cách thức nuôi của gia đình. Và khi chúng ta nuôi nhốt ở trong cái quây ấy, quây úm ấy, có chụp sưởi đấy, thì cũng phải 3-4 ngày kiểm tra lại cái độ lót, và không được để cái độ lót đó nó ẩm ướt và nó bẩn, nó bết phân. Bởi vì cái vịt nó khác với gà này, đi cái phân ướt cộng với lại cái phần nước nó uống ra nó hay làm ướt cái độ lót. Cho nên là khay nước ấy là mình phải có cái đĩa để hứng nước thừa. Tất cả cái việc làm như vậy thì mới giúp cho cái con vịt nó hạn chế được cái bệnh phó thượng hàn, cũng như là cái bệnh viêm xoang mũi truyền nhiễm. Chị thì đã dùng thuốc đúng rồi đấy, tức là giải độc gan thận và thuốc ampicoli đấy. Thì bây giờ mà tiếp tục cho uống theo một cái liều lượng, tức là 1 gam pha vào 2 lít nước kết hợp với điện giải. Ở đây thì tôi cũng có thể, ngoài cái ampicoli của chị đã dùng rồi, thì tôi có thể là bổ sung thêm cái thuốc, ví dụ như là dùng cái androgloxacin cũng được, hoặc là cái flumequin cũng được. Ngoài ra thì cái ampicoli thì chị đã dùng rồi, nhưng mà cố gắng làm sao mà sử dụng cái thuốc nó có chất lượng thì nó sẽ đạt được cầu. Mời chuyên gia đến với câu hỏi trực tiếp của khán giả. Alo, tổng đài VTC16 xin nghe ạ. 8 ngày rồi nhưng mà dạ thưa khán giả có thể nhắc lại câu hỏi một lần nữa để chuyên gia của chúng tôi có thể nắm bắt được rõ hơn thông tin để có thể tư vấn giúp khán giả được không ạ? Nghe con bò ấy mà nó đẻ không đẻ hay là được 7 ngày rồi mà từ hôm nó đẻ ra là nó không đứng dậy. Dạ vâng. Dạ vâng, ngoài ra còn biểu hiện gì khác nữa không ạ? Không, nó chỉ không đứng dậy rồi, không ăn uống kém tí thôi. Dạ vâng ạ, sau đây thì mời khán giả đón nghe những tư vấn từ chuyên gia của chúng tôi ạ. Vâng, xin chào anh. Tức là con bò là sau khi nó đẻ xong được 7 ngày rồi nhưng mà bò nó không đứng dậy được, đúng không ạ? Vâng, và nó vẫn ăn uống bình thường đúng không? Ăn uống nó kém. Ăn uống nó kém đi thôi đúng không? Anh thấy nó sốt không? Thế thì thế này nhá, tức là tôi cho rằng là nó có thể là bị viêm ở đường đường sinh dục, và đồng thời với đó là bị thiếu canxi. Đấy. Thế thì trước hết ấy, là anh nên dùng cái thuốc gluconat calcium truyền qua tĩnh mạch cổ. Đấy, nếu anh không truyền được thì nhờ thú y ta truyền cho. Truyền qua tĩnh mạch cổ, anh truyền cho nó như vậy, tức là mỗi một ngày truyền 1 lít và truyền 3 ngày liên tục như vậy. Đấy. Và song song vâng, gluconat calcium. Đấy. Để bổ sung cái canxi cho nó, trực tiếp cho nó nhá. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai á, là anh điều trị cái hiện tượng bị nhiễm khuẩn ở đường được sinh dục. Đấy, thì anh có thể dùng cái thuốc androfloxacin hoặc là anh dùng thuốc amoxicillin. Đấy, anh lựa chọn một trong thuốc đó. Thì anh tiêm cho nó một lần trên ngày và tiêm bắp cho nó liên tục trong vòng 5 ngày. Đấy, liều lượng thì theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Thứ hai á, là anh cần phải dùng thuốc caffeine kết hợp với vitamin B1 và vitamin C. Tiêm bắp cho nó một lần trên ngày và tiêm bắp liên tục trong vòng 3-5 ngày liền để trợ sức về hô hấp cũng như là tuần hoàn. Thế và anh thấy nó có sốt rồi thì anh phải dùng thuốc allergen C, anh tiêm bắp cho nó một lần trên ngày, tiêm bắp 3 ngày liền để đưa nhiệt độ trở lại bình thường. Thế và đồng thời với quá trình đó, để hỗ trợ cho quá trình điều trị nó đem lại hiệu quả tích cực ấy, thì anh cần phải dùng cái thuốc Catosan nhé. Catosan 10%, anh tiêm bắp cho nó một lần trên ngày, tiêm bắp 5 ngày liền. Thì tôi nghĩ rằng là với cái phác đồ điều trị như vậy để chống cái hiện tượng bị nhiễm cái khuẩn ở đường được sinh dục và bổ sung calcium ngay thì tôi nghĩ rằng nó sẽ đứng trở lại được. Vâng, như thầy em hỏi bây giờ là nó làm như thế, khả năng là nó có bị gì liệt không? Không,
không bị gì đâu. Nó tôi cho là nó bị thiếu, một là bị cái nhiễm trùng đường tiêu hóa, à đường đường sinh dục, và thiếu calcium. Thiếu calcium thì hay bị cái hiện tượng tức là bị bại liệt sau khi đẻ, hay bị bại liệt hai chân sau. Đấy. Bây giờ là nó nằm được nhưng mà bây giờ tất cả vẫn nuôi thì phải nuôi ra được, nó ngồi nhiều là ngồi nhiều nhưng mà nó lại không đứng được lên. Không đứng được lên, đúng rồi, nó yếu quá. Thế cho nên là anh cứ điều chỉnh như vậy nhá thì nó sẽ tốt. Thế còn buổi tối á, ban ngày thì có thể nóng rồi, nhưng buổi tối thì nếu mà nó trường hợp nó lạnh quá thì anh cũng nên có cái sưởi ấm cho nó một chút nhá, trong quá trình điều trị. Vâng.